Rồi chú không biết là con ở đây với bà ngoại thì ba mẹ con bây giờ nơi đâu hết? Ba mẹ con thì đi làm, ba con thì đi xả phân xịt thuốc, mẹ con thì làm hơi cái lúa, ai muốn gì làm nấy. Rồi con không biết là con ở đây với bà ngoại rồi con có phụ giúp gì bà ngoại không á? Có thì nhóm lửa nấu cơm, kho cá, khi nó vàng. Chú hỏi nè, con biết là vô trường như vậy rồi con có trong dụng cụ học tập á, chú biết là con còn thiếu cái món đồ gì nữa không để mà chú mua chú đưa con. Giày, phấn, rơm, đôi bạn, thước, viết. Viết nữa là sáu, là sáu món hả? Dạ. Thì con ở đây như vậy rồi. Mấy cái món này nếu mà đi chợ rồi chạy tốt ở ngoài kia xa lắm. Rồi trong trường học rồi cô bé mua cũng có bán nhưng mà còn không đủ tiền mua. Ủa, vậy là con học một ngày vậy nhiêu tiền? 5.000. Có 5.000.